Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với dạng bài mới nói về điều tác giả muốn nói nhất, hay chính là cái dạng bài rất là quen thuộc. Mình sẽ đi tìm các cái câu thể hiện cái ý của tác giả hay là suy nghĩ của tác giả ở trong bài. Và các bạn nhớ làm bài trước khi mà check cái phần đáp án ngày hôm nay nhé. Chúng ta sẽ cùng đi phân tích nội dung và cùng dịch chi tiết này. Nihon では人気の美術展に行くと一番混んでいるのが入口の作家の落歴とか解説ボードの前です。Ở đây mình nhìn vào các cái dấu phẩy. Khi mà một câu có các cái dấu phẩy thì là một cái điều vô cùng là tiện lợi khi mà chúng ta nhìn câu. Thì là ở Nhật, nô gá. Đây là cái dạng danh từ hóa. Thì mình sẽ nhìn xuống dưới cái vị ngữ xem là đằng sau nó là cái gì. Thì cái nô này nó là cái đấy. Thì đằng sau ở đây nó chính là kai setsubo đồ nô mẹ. Ở đằng trước các cái bảng giải thích này, hoặc là cái phần lược sử của tác giả ở cái cổng ra vào, nó chính là để chỉ cái địa điểm. Nên là cái nô gá ở đây mình cũng hiểu nó chính là địa điểm hay là cái nơi mà đông nhất khi mà đi đến các cái bizitsuten yêu thích, đi đến các cái buổi triển lãm yêu thích ở Nhật ấy, chính là ở trước những cái bảng giải thích này, hoặc là cái nơi lịch sử của tác giả ở cửa ra vào. Niuzo sawa mazu koko de sakka no rippana rakureki ya sakuhin no subarashii sa という nogaki no sawa o abite sono tori arigataku kansou suru no desu. Mình thấy kết thúc câu đó là no desu, thì là để giải thích cho cái câu đằng trước, hay là lý do tại sao mà ở cái nơi đấy nó lại đông nhất là bởi vì những cái người tham gia thí sawa o abite, tắm mình hoặc là đắm mình trong các cái nogaki. Nogaki thì trong cái phần giải thích ở đây người ta đang giải thích là các cái từ ngữ nói về những cái điểm mà xuất chúng, những cái thứ mà để thể hiện cái hiệu quả, giống như là những cái liều thuốc ấy, hay còn gọi nó chính là đắm mình trong những cái lời khen ngợi, kiểu như là những cái tác phẩm tuyệt vời này, hoặc là những cái lược sử rất là hoành tráng của tác giả ở đó. Ở đó ở đây nó chính là ở trước các cái bảng giải thích và các cái phần lược sử của tác giả ấy. Thì là người tham gia, người ta trước tiên là người ta sẽ đắm mình vào trong các cái nogaki đấy, những cái lời khen ngợi đấy, những cái câu văn bài viết khen ngợi những cái tác phẩm của họ đấy. Rồi sonotori là theo đó mà arigataku, cảm ơn hoặc là biết ơn, đúng không? Hoặc hay mình sẽ dịch là cảm ơn những cái lời giải thích đó mà đi thưởng thức theo những cái gì mà người ta viết. Sonna hito ga tsugi ni tachi domaru no wa kyokaso ni reteru meiga to ka pamphletto ni keisai sareta sakuhin no mae de mii owatta atou ni wa warai no marumaru ten o mite kimashita という jijitsu ga nokoru dake desu. Một câu rất là dài nhưng mà mình cứ nhìn theo các cái dấu phẩy thôi. Đó là mai đế, là đằng trước các cái tác phẩm mà được đăng tải ở trong các cái tờ rơi, hay là các cái pamphlet, hoặc là những cái tác phẩm nổi tiếng mà được xuất hiện ở trong các cái sách giáo khoa. Cái nô á ở đây nó chính là chủ ngữ rồi. Vậy nô á nó là cái gì thì đằng sau nó là cái đấy. Đằng sau ở đây nó vẫn tiếp tục là địa điểm, nên mình sẽ hiểu là cái địa điểm mà dừng chân tiếp theo của những cái người này nó chính là đằng trước các cái tác phẩm mà được ghi trong các cái tờ rơi và những cái tác phẩm nổi tiếng xuất hiện ở trong các cái cuốn sách giáo khoa. Miowatta ato ni wa, sau khi mà đã đọc xong hết rồi thì là chỉ còn jijitsu ga nokoru dake desu, chỉ còn lại một cái sự thực, đó là tối ưu, đó là họ đã mite kimashita, đã xem một cái buổi triển lãm vừa cái chủ đề gì đó sau khi mà đã xem xong những cái tác phẩm như vậy. Kore de wa honto no kanso de wa naku tan ni kimerareta tori no kankou kousu o kengaku shite kita dake no ryokousa to onaji desu. Mình thấy là kore de wa ở đây là giống như là cái từ đế họa ở đằng trước này, miêu tả về phạm vi là ở Nhật. Thì ở đây đế họa ở đây là phạm vi của cái Kore này. Kore đế họa là với cái kiểu như vậy, với cái cách như vậy, với cái phạm vi như vậy, là cái phạm vi ở bên trên ấy, là người ta chỉ đi đọc những cái tác phẩm mà được viết ở trong pamphlet, nhìn những cái tác phẩm
ở trong sách giáo khoa thôi, thì với cái cách làm như vậy thì nó không phải là đề Wanaku, một cái sự thưởng thức thực sự, mà nó sẽ tố onaji, nó sẽ giống như những người cái lữ hành chỉ có kênh các cự thôi, chỉ có tham quan những cái chuyến du lịch theo những cái gì mà đã được quy định sẵn hoặc là đã được định sẵn một cách rất là đơn thuần. Hiu ka no sadamatta sakka ninki no sakuhin to iu no wa touzen senmon ka ga eranda mono de ari, その意味で価値のあるものには違いないのですが、それでは単なる追体験に過ぎません。評価の定まった作家 là những cái tác phẩm mà đã được đánh giá. Khi mà mình nhìn thấy cái dấu phẩy mà nó kết thúc ở cái dạng danh từ như thế này, mình đi tìm cái danh từ gần nhất giống như vậy, thì nó chính là cái Ninki no Sakuhin, nó lại đi với tối ưu nó á, thì là mình sẽ hiểu là định nghĩa rồi. Có là định nghĩa của những cái tác phẩm yêu thích này hoặc là những cái tác giả mà đã được đánh giá cao đấy, thì Tōzen đương nhiên là những cái mono, là những cái tác phẩm hay là những cái tác giả mà đã được những cái nhà chuyên môn lựa chọn. Và với cái ý nghĩa như vậy thì nếu ạ chigai nai no desu ga, chắc chắn là nó là những cái tác phẩm hoặc là những cái tác giả mà có giá trị. No desu ở đây cũng là giải thích thôi, đúng không? Có là một khi mà là những cái tác phẩm tác giả mà đã được đánh giá, đã được yêu thích thì chắc chắn là nó là những cái tác phẩm tác giả có giá trị thôi. Sore de wa ở đây thì nó giống với kore de wa ở bên trên này này. Có là với cái ý nghĩa như thế, với cái phạm vi như thế, với cái cách như vậy thì tanaru tsuitaiken ni sugimasen, nó chỉ là cái sự trải nghiệm, sự theo đuổi trải nghiệm một cách rất là đơn giản, đơn thuần thôi. Mizukara siêu tai tiki ni kanso stai naraba mazu iriguchi no rakureki to ka sakuhin no kaisetsu o miru mae ni sakuhin sono mono o mite mawari zibun ga suki na sakuhin ga attara kaisetsu o yomi saigu ni rakureki naru o mite rikai o fukameru toiu miikata o shite mite wa dou de shou. Câu này cũng khá là dài nhưng mà mình tiếp tục nhìn theo các dấu phẩy. Đó là nếu như mà bạn muốn thực sự Mizukara tự mình thưởng thức một cách rất là chủ động thì ma dự ấy trước tiên, đúng không? Ma dự là trước tiên này, tiếp đến mình nhìn thấy cấu trúc ngữ pháp thì dịch theo cấu trúc ngữ pháp thôi. Thì trước tiên, trước khi mà nhìn các cái phần giải thích của tác phẩm hoặc là cái phần lược sử của tác giả ở cái cửa ra vào ấy, thì bạn hãy sakuhin sono mono mite mawari, là nhìn quanh các cái tác phẩm. Mình thấy cái cách thức hiện hyogen là danh từ cộng với lại sonomono để nhấn mạnh cho cái danh từ đó, có nghĩa là bản thân những cái tác phẩm đó, có là chúng ta hãy nhìn quanh tất cả các cái tác phẩm, thì cái từ sonomono này chỉ để nhấn mạnh cho sakuhin thôi, nên là mình hiểu một cách đơn thuần đó là nhìn các cái tác phẩm, nhìn chính những cái tác phẩm đó này. Rồi nếu như mà có những cái tác phẩm mà mình yêu thích, Shibun ga suki na sakuhin ga attara, thì sẽ đọc cái phần kaisetsu là cái phần giải thích của tác phẩm này, rồi cuối cùng thì mới nhìn cái phần lược sử để mà likai o fukameru, để mà gọi là đào sâu hoặc là hiểu sâu cái lý giải của mình. Tối ưu mikata o shite mite wa dou de shou, thì bạn hãy thử làm cái cách như vậy thì xem sao, đúng không? Thì cái từ tối ưu mikata đây, mình nhìn phát tối ưu một phát là mình sẽ hiểu cái mikata đấy là cái chính, và tất cả những cái mà ở đằng trước nó chỉ bổ nghĩa cho cái mikata này thôi, nên là mình sẽ hiểu là liệu bạn hãy thử làm cái cách như vậy thì xem sao. Thì đô đề sổ đây nó chính là cái câu mà thể hiện cái suy nghĩ của tác giả. Đề sổ này, đà rồ cà này, rồi tố khang gai rự này, tố mâu này, thì là những cái câu mà thể hiện cái suy nghĩ của tác giả. Hoặc là no des này, đấy, thì là nó cũng là thể hiện những cái suy nghĩ, những cái diễn giải của tác giả, những cái lời biện luận của tác giả. Thì trong cái bài này, cái câu cuối cùng ở đây nó chính là cái hintô để giúp cho mình thấy được rằng là tác giả đang 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 osusume, đúng không? Đang osusume là chúng ta thử làm cái cách như vậy thì có được hay không. Thì đáp án của mình ở đây mình sẽ đi loại dần này. Bijutsu te niaru sakka no sokai ya kaisetsu wa yakuni tatsu mono de ryoko no kankou kousu de tada miteitarake no eiga yori fukaku rikai dekiru, là những cái bức tranh mà chỉ được nhìn, đơn thuần chỉ được nhìn ở trong các cái chuyến du lịch
tham quan thôi ấy, thì là sẽ có thể hiểu được sâu của nó, sẽ có thể hiểu được sâu về nó, vì là những cái phần giải thích hoặc là những cái phần lời giới thiệu của tác giả ở Bizitten thì nó rất là có ích. Thì cái câu này thì sai hoàn toàn rồi đúng không? Đọc đã thấy nó ngang ngang rồi, nó không không phải là đáp án của bài. Ngoài ra thì cái đoạn mà để hiểu sâu hơn thì nó cái đoạn là có ích thì là người ta không hề nói đến cái chữ có ích nào ở trong đây cả. Tiếp đến là để hiểu sâu tác giả, hiểu sâu về những cái tác phẩm thì là không phải là để đọc các cái lời giải thích hoặc là các cái phần giới thiệu tác giả, thì là để hiểu sâu không phải làm như vậy đúng không? Cái câu cuối của mình là để hiểu sâu ở đây là phải hiểu, là phải đọc theo các cái thứ tự, là nhìn tác phẩm, nếu có tác phẩm mình thích thì đọc cái phần cai xét sự rồi đọc cái phần lược sử cuối cùng ấy thì mới là hiểu sâu. Nhưng câu 1 này là sai nhá. Câu số 2 này của mình này, Bizutsuten no shutai teki ni miru tame ni mazu sakuhin no mite kara suki na sakuhin no kai setsu o yomi lakureki o yomu koto o susumeru, là để mà nhìn một cách chủ động các cái buổi triển lãm thì trước tiên hãy nhìn các cái tác phẩm này, sau đó đọc cái phần giải thích của tác giả, đọc cái phần giải thích của các cái tác phẩm mà mình yêu thích này, rồi đọc các cái phần lịch sử của tác giả này, thì là tôi khuyên là như vậy. Thì chính xác đó là cái câu số 2 này, nó trùng khớp hoàn toàn với cái câu cuối cùng này của mình, đó là xem tác phẩm này, rồi đọc cái phần cai xét sự của các cái tác phẩm mà mình thích này, rồi đọc cái phần lịch sử, thì là đấy là cái cách mà tác giả Osusume Susume dự cho mọi người. Nên đáp án là 2. Câu 3 này, Bizutsuten では Zubun no kanji yusei de ki ni haetta sakuhin no miru beki de ari sakka no soukai ya kaisetsu nado wa miru hichou wa nai. Thì cái từ hichou wa nai này là không đúng này, cũng là không nhất thiết phải xem cái phần giải thích và cái lời giới thiệu của tác giả, thì là người ta không hề phủ định cái việc đó, cũng là không phải là không cần xem mà là chỉ xem theo thứ tự thôi. Nên đáp án của mình sai nhá. Bizutsuten では入口の解説の前は混んでいるため、先に作品を見て次に解説を読み、略歴で理解を深める方が効率的である。Thì cái câu này nó đúng hoàn toàn, trùng khớp với cái đoạn đằng sau là xem tác phẩm này rồi đọc cái phần cai xét sự tiếp theo này, sau đó là hiểu bằng cách là đọc cái phần lịch sử, nhưng mà nó chỉ sai cái câu là côn đê rự ta mê này thôi. Người ta không hề giải thích là vì ở cái cửa ra vào đấy thì là đông, thì nên là đọc, nên là mình mới đọc như thế kia, thì không phải. Cái lý do của cái việc đọc theo cái thứ tự như vậy là để làm sao, để mà hông tô nộ can so suru, để mà mizukara shutai teki ni kan so suru. Nên là cái vì đông thì là không phải, nên đáp án của mình nó cũng không phải là số 4. Thì trong cái bài này chúng ta sẽ để ý vào các cái phần mà mình có đưa ra ở trong cái bài này. Thứ nhất là khi mà thấy cái danh từ hóa của một cái cụm chủ ngữ thì đằng sau nó là cái gì, thì cái no này nó là cái đấy, đằng sau nó là lý do thì no ở đây sẽ là lý do, đằng sau nó là địa điểm thì ở đây nó chính là địa điểm này. Tiếp đến là kore de wa là để chỉ phạm vi này đúng không, với cái kiểu như vậy, với cái cách thức như vậy này, nó tương đương với cả sore de wa. Tiếp đến là mình nhìn câu thì mình sẽ nhìn theo các cái dấu phẩy rồi dịch lên theo các cái cụm danh từ, giống như là cái buổi đầu tiên mình đã hướng dẫn. Tiếp đến là mình sẽ để ý vào các cái câu thể hiện suy nghĩ của tác giả, đó là do de shou hoặc là da ro đấy, rồi no des, rồi kangai des, rồi to mong, thì là mình sẽ nhìn vào các cái câu đấy để tìm cái điều mà tác giả đang nghĩ, đang muốn nói tới nhất. Bài này mình sẽ kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo nhé.